Xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về loài chim sáo. Chim sáo là một loài chim thuộc họ Sternidae, nổi tiếng với khả năng bắt chước âm thanh và giọng nói của con người. Dưới đây là một số đặc điểm nhận biết về chim sáo. Ngoại hình, kích thước, chim sáo có kích thước trung bình, thường dài từ 19 đến 23 cm. Màu sắc, bộ lông của chim sáo thường có màu đen óng ánh, có thể có ánh xanh hoặc tím dưới ánh sáng. Một số loài có thêm những đốm trắng hoặc vàng. Mỏ và chân, mỏ và chân của chim sáo thường có màu vàng hoặc cam mỏ nhọn và chắc khỏe âm thanh chim sáo nổi tiếng với khả năng bắt chước các âm thanh khác nhau bao gồm giọng nói của con người và tiếng kêu của các loài chim khác chúng thường phát ra âm thanh to và rõ ràng hành vi chim sáo rất linh hoạt và nhanh nhẹn thường bay theo bầy đàn và có tính xã hội cao chúng thường tìm thức ăn trên mặt đất bao gồm côn trùng hoa quả và các loại hạt môi trường sống Chim sáo thường sống ở các khu vực nông thôn, vườn, công viên và các khu vực gần nguồn nước. Chúng có thể làm tổ trên cây, trong lỗ hổng trên tường hoặc các công trình kiến trúc. Sinh sản. Chim sáo đẻ trứng trong tổ, thường từ 3 đến 6 trứng mỗi lần. Trứng có màu xanh nhạt hoặc trắng. Tập tính di cư. Một số loài chim sáo có tập tính di cư theo mùa, di chuyển đến những khu vực ấm áp hơn vào mùa đông. Chim sáo không chỉ là một loài chim thú vị bởi khả năng bắt chước âm thanh mà còn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát côn trùng có hại trong nông nghiệp. Ngoại hình, kích thước chim sáo có kích thước trung bình, thường dài từ 19 đến 23 cm. Màu sắc, bộ lông của chim sáo thường có màu đen óng ánh, có thể có ánh xanh hoặc tím dưới ánh sáng. Một số loài có thêm những đốm trắng hoặc vàng. Mỏ và chân, mỏ và chân của chim sáo thường có màu vàng hoặc cam, mỏ nhọn và chắc khỏe. Âm thanh chim sáo nổi tiếng với khả năng bắt chước các âm thanh khác nhau bao gồm giọng nói của con người và tiếng kêu của các loài chim khác chúng thường phát ra âm thanh to và rõ ràng hành vi chim sáo rất linh hoạt và nhanh nhẹn thường bay theo bầy đàn và có tính xã hội cao chúng thường tìm thức ăn trên mặt đất bao gồm côn trùng hoa quả và các loại hạt môi trường sống chim sáo thường sống ở các khu vực nông thôn vườn công viên và các khu vực gần nguồn nước Chúng có thể làm tổ trên cây, trong lỗ hổng trên tường hoặc các công trình kiến trúc. Sinh sản. Chim sáo đẻ trứng trong tổ, thường từ 3 đến 6 trứng mỗi lần. Trứng có màu xanh nhạt hoặc trắng. Tập tính di cư. Một số loài chim sáo có tập tính di cư theo mùa, di chuyển đến những khu vực ấm áp hơn vào mùa đông. Chim sáo không chỉ là một loài chim thú vị bởi khả năng bắt chước âm thanh mà còn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát côn trùng có hại trong nông nghiệp.